Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Gọi ngay Mango Tour 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, Sen Patrick Day, ông cựu tổng thống Trump vào hôm thứ bảy vừa rồi và kể cả ngày chủ nhật hôm qua, ông đến tiểu bang Ohio, đặc biệt là tại Dayton, Ohio, à, trong lúc mà kích động các thành phần ủng hộ ông Trump một cách mạnh mẽ, thì có một vài những cái tuyên bố đã khiến trở thành những cái bản tin chính trong ngày hôm nay và thực sự đó từ ngày hôm qua khi ông tuyên bố rằng nếu ông không đắc cử tổng thống thì nước Mỹ sẽ rơi vào một cuộc tắm máu, thưa quý vị, tiếng Anh là bloodbath. Và cái cuộc tắm cái chữ tắm máu đó làm chúng ta gợi nhớ lại những cái hình ảnh khủng khiếp trong cuộc nội chiến của nước Mỹ, bởi vì cái bloodbath có nghĩa là đánh nhau, giết nhau, gươm giáo với nhau đến độ mà xác à, đó phơi thay ở ngoài đồng ở ngay cái khu vực mà giao tranh với nhau và thi thể của các binh sĩ nằm chồng chất lên nhau máu thì đổ mà chúng ta còn nhớ những cái thuật ngữ tiếng Việt là máu đổ thành sông đại loạn như thế thì cái chữ blood bath này có nghĩa là nếu ông không được chọn làm tổng thống trong cuộc bầu cử 2024 nước Mỹ sẽ rơi vào một cái cuộc tắm máu đây chỉ là lời tuyên bố mà của một uh, ông từng làm tổng thống trước đây và điều đó cũng đối với ông ấy, là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà đối với nước Mỹ đã trải qua, có thể nói rằng hầu như một cuộc tắm máu ở ngay tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ đã có máu đổ, đã có người chết. Thì uh, những người ủng hộ ông hoặc là không ủng hộ ông hoặc là những người chống đối đó hoặc là những người chưa có cái quyết định đó họ đã có những uh, cái lời lẽ chỉ trích nhất là lẽ đương nhiên bên phía đảng dân chủ ở bên phía ông Biden tội ốc và kể cả những uh, người của đảng uh, dân chủ uh, trong đó kể cả ông Mike Pence trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm qua không phải vì cái tuyên bố này nhưng mà cuộc phỏng vấn đã được thô trước đó ông cũng tuyên nói thẳng nữa uh, không có gì ngạc nhiên khi ông không bỏ phiếu cho ông chủ của mình ông My Pence là cựu phó tổng thống trong tòa bạch ốc nhưng mà ông cũng là người đã bị ngay cả chính ông Trump và những người ủng hộ ông Trump đòi treo cổ à, những tuyên bố của ông Trump trong năm 2021 tức là vào ngày 6 tháng 1 của 2021 đó à, sau khi không vào được tòa bạch ốc rồi đó à, mặc dù đó chỉ là những cái tuyên bố nhưng mà nó khích động thành phần ủng hộ ông. Và từ đó người ta đã nghe theo lời của ông để tấn công vào tòa nhà quốc hội. À, thì bây giờ, mặc dù cũng còn vài tháng nữa mới đến ngày bầu cử tháng 11 năm nay, nhưng mà những tuyên bố này, theo các nhà chuyên gia đó, ông bắt đầu vận động cử tri bằng những lời lẽ mạnh mẽ hơn. Bởi vì à, với à, cái À, thuật ngữ make America great again hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại đó chúng ta thấy thành phần rất đông ủng hộ cho ông trump vẫn tiếp tục xuất hiện và ủng hộ cho ông à, câu hỏi đặt ra là những thành phần độc lập và kể cả những người của Đảng Cộng hòa mà theo truyền thống bảo thủ trước đây đó có nghĩa là họ ủng hộ Đảng phái nhưng mà với một người lãnh đạo như thế thì cái quyết định ủng hộ có còn nữa hay không à lẽ đương nhiên cái vấn đề chính hiện nay là liệu rằng bên phía đảng dân chủ có tập hợp đủ có cái sự đoàn kết mạnh mẽ để bỏ qua vấn đề tuổi tác của ông biden để ủng hộ mạnh mẽ trong biden nếu như thành phần đó trong đó kể cả những người gốc à, châu mỹ latin thành phần da đen phụ nữ những người ủng hộ phá thai đặc biệt là giới trẻ À, trong các cuộc thăm dò, họ thấy giới trẻ từ 18 cho tới 33. Phần lớn họ tuyên bố ngày hôm nay họ là thành phần cử tri độc lập. Họ ủng hộ độc lập. Nhưng mà có thuyết phục được thành phần này hay không? Thì lẽ đương nhiên mỗi lần mà ông Trump đưa ra những cái tuyên bố mà nghe với những người chống đối, nghe trướng tai đó, thì nó trở thành hàng tít đầu. Tuy nhiên đây là điểm mà người ta cũng thấy rằng ông sẽ lập lại cái quan điểm và những tuyên bố của ngày 6 tháng riêng để tiếp tục khích động cử tri để làm gì đó cũng là một phần trong cái chiến dịch tranh cử khích động cử tri để họ ủng hộ mạnh mẽ hơn cho ông và có thể kéo theo những người mà còn hoang mang chưa biết có ủng hộ cho ông hay không thì mỗi một ứng viên họ có cái phương cách phong cách để mà vận động cử tri thì đối với ông Trump thì ông thích đưa ra những cái lời lẽ rất là mạnh ngoài cái câu nói bloodbath tức là, là cuộc tắm máu của nước Mỹ đó ông nói rằng nền dân chủ của nước Mỹ sẽ không còn nữa nếu như ông không được bầu vào tòa bạch ốc của năm 2014 và điều đó đối với, đã lại một lần nữa tạo ra một cái tiền đề cho những người chỉ trích ông tiếp tục chỉ trích thêm nữa à, Họ nói rằng Ồ à, nếu mà được bầu vào đó thì ô nước Mỹ có nền dân chủ và mọi thứ đều tốt đẹp nhưng mà một người không được bầu vào thì nó sẽ biến nước Mỹ thành một cái đóng giá thành một cái nền phi dân chủ vân vân. Thì đến ngày hôm nay bây giờ đó các bản tin lớn trong ngày nếu quý vị theo dõi vẫn thấy chủ trương là tập trung vào tuyên bố của ông Trump vào hôm cuối tuần. À, đây là hình ảnh của một người ở New Mexico thưa quý vị và để cho thấy được hai cái tình huống nó khác nhau. Hôm nay tòa tối cao pháp viện không đồng ý để thụ lý hồ sơ của nhân vật này. Ở à, Đây là một người cao bồi tên là cui Griffin à, thành lập ra một nhóm mang tên là những người đấu bò cho Trump. Cowboy for Trumps ở tại New Mexico. Ông này, ông Griffin này cũng tham gia vào cái ngày 6 tháng 1 ủng hộ ông Trump và chính ông cũng là người đã tấn công vào tòa nhà quốc hội. Thế nhưng ông lại muốn ra tranh cử một cái ghế ở tại cái khu vực của ông. Thì khi mà ra tranh cử như thế có những người chống đối ông và họ nói rằng ông là người đã tham gia vào cuộc có nghĩa là vi phạm vào tu chính án số 14, điều 3 số 14, bất cứ những ai tuyên thệ để mà vào à, phục vụ cho chính quyền đó thì không được pháp can dự vào cái cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền. Hai tuyên bố của Tòa tối cao Pháp viện đối với Colorado thì khác. Nhưng mà đối với trường hợp này, họ không thụ lý. Nguyên do chính, thưa quý vị, ông Griffin này đã bị truy tố có tội. Ông truy tố cái tội hình sự là đã tấn công vào tòa nhà quốc hội nhằm lật đổ chính quyền. Còn ông Trump thì không hai cái vị thế nó rất khác nhau đó là lý do mà các nhà chuyên gia hôm nay họ phân tích tại sao một tuyên bố của tòa tối cao pháp viện ở colorado thì nói rằng là tiểu bang không được phép can dự vào chuyện có để tên một vị cựu tổng thống lên lá phiếu hay không à, và cái quyền đó là quốc hội sẽ quyết định xem là cái người đó có được để lá phiếu hay không tiểu bang không có được quyền và cái phán quyết của tòa tấp à, tối cao pháp viện rất là rõ ràng để à, xóa đi những cái nghi ngờ tại sao một bên lại lại à, không có thụ lý hồ sơ của một cá nhân một bên riêng với ông tổng thống cựu tổng thống lại có một tuyên bố khác biệt và người ta phân tích thì thấy hai cái trường hợp này nó rất là khác nhau Colorado là tiểu bang không được quyền quyết định ông một nhân vật và họ nói đó đây là người đã được Đảng Cộng hòa đưa lên để làm đại diện chính thức cho Đảng Cộng hòa. Ông Trump cũng chưa bị truy tố những cái tội liên quan tới việc tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Và vì thế, với một chức vụ là từng là tổng thống của nước Mỹ đó, cái chuyện người đó có được bầu vào ghế hay không, có được nằm trong lá phiếu hay không là đó là Quốc hội. Quốc hội phải bỏ phiếu 2/3 để ngăn chặn cái chuyện đó chứ còn tiểu bang không được quyền. Còn riêng với nhân vật Griffin này đó thì tòa tối cao pháp viện Đức rất rất rõ rõ ràng ông đã bị truy tố tội hình sự rồi. Và chiếu theo điều 3 hiến pháp số 14, người đó bị truy tố tội hình sự như vậy không được phép ra tranh cử. Chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo.